Chào các sếp, hôm nay là thứ sáu phim kinh dị thôi Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu series huyền thoại của dòng phim zombie Cú cool lao sắc sống Woo! It's cool out time. The Walking Dead Hôm nay là những gì xảy ra trong phần 1 Các mùa tiếp theo sẽ có trong các tuần kế tiếp Nên là nhớ đón xem vào thứ sáu hàng tuần giờ thì bắt đầu phim thôi đây là rick nhân vật chính một phó cảnh sát trưởng ở một vùng quê đây là đồng nghiệp kiêm bạn thân của rick shane như mọi ngày bình thường của cảnh sát mỹ rick và shane ngồi vừa ăn vừa nói xấu vợ trong xe công vụ đúng lúc đấy thì có tội phạm chạy trốn rick cùng shane được điều động đến giải đinh chặn đường thế thì cảnh này có liên quan gì đến đại dịch do bi không không, nhưng mà Rick bị ăn một viên đạn và bị hôn mê nhiều ngày trong bệnh viện Đến khi anh tỉnh dậy thì hoa đã héo, máy móc đã ngừng Và anh đang ở giữa tận thế, không biết làm gì cả Anh có thể sống sót đến tận bây giờ là vì cửa ra vào bị một chiếc giường chặn ngang Rick lảo đảo đi khắp bệnh viện thì chỉ thấy toàn xác chết Và có một cái cửa có dòng chữ là Don't Dead Open Inside <laughs> Và trong đấy thì phát ra tiếng gầm ngừ như động vật Rick cảm thấy không an toàn nên là chạy ra cầu thang thoát hiểm Nhưng mà bên trong điện đã mất rồi nên là tối tăm như mặt mũi của VCS tại MSI rick thắp lần lượt mấy que diêm để soi đường nhưng mà không có phép màu giáng sinh nào cả chỉ có cánh cửa dẫn ra ngoài bên ngoài bệnh viện cũng đầy xác chết cùng với dấu tích sót lại của quân đội rick tìm được một cái xe đạp gần đó có một cái xác còn nửa người và bỗng nhiên nó cử động báo cho rick là thế giới này không còn như anh nghĩ nữa rick vội đạp xe với tà áo bệnh nhân tung bay phía sau về nhà kiểm tra vợ con nhưng mà căn nhà thì trống rỗng làm cho anh bất lực đến phát khóc rick thất thểu đi ra ngoài và mờ mờ thấy một bóng người trên đường rồi bất ngờ ăn một sẻng rick thấy choáng váng tại vì đường đường là cảnh sát mà bị thằng nhóc da đen đánh bố thằng nhóc thì đi ra bắn thẳng vào đầu bóng người ban nãy rồi tới dí súng vào rick hỏi vết thương của anh là gì nhưng mà rick thì xỉu mất rồi khi anh tỉnh dậy thì thấy được cứu vào trong nhà bởi morgan một nhân vật rất là chính trong series này morgan liên tục hỏi rick là có bị cắn không có bị sốt không rồi đe dọa rick là phải biết điều rồi mới cắt dây thả anh ra trời thì đã tối nhưng mà căn nhà chỉ bật lên vài chiếc đèn dầu cửa sổ thì che kín đấy là để bọn zombie không nhìn thấy ánh sáng nếu mà bạn không biết zombie là gì thì mẹ siêu ảo luôn nhưng mà không sao rick cũng thế zombie nói chung là người đã chết nhưng mà vẫn có khả năng đi lại và luôn đói khát tìm thịt tươi để ăn và kể cả thịt người. Bọn này hoạt động nhiều hơn vào buổi tối và người bị chúng cắn hay cào thì sẽ biến thành zombie. Thời gian trước đã có một đại dịch khiến người ta bị sốt và người chết sẽ biến thành zombie. Vợ của Morgan cũng thế. Cô này vẫn cứ lang thang bên ngoài căn nhà cùng lũ zombie để Morgan bị dày vò với quyết định là có giải thoát cho vợ hay không. Sáng hôm sau Morgan dạy Rick cách giết zombie là oánh vào đầu. Rick quay về nhà nhận ra là quần áo và album đã bị dọn đi, nghĩa là vợ con anh đã chạy trốn được. Morgan nói rằng trước khi bị mất điện thì có thông báo thành phố Atlanta là nơi an toàn. Thế nên mục mục tiêu của rick là đến atlanta tìm vợ con anh dẫn hai bố con đến đồn cảnh sát tắm rửa và lấy hết súng đạn trong đồn để chuẩn bị cho chuyến đi morgan thì quyết định ở lại thêm vài ngày để dạy anh con tập bắn thế là rick đưa cho anh một cái bộ đàm và mỗi sáng sớm sẽ mở bộ đàm lên để cho morgan biết vị trí sau đó cả hai chia tay mỗi người một ngả morgan quay về nhà định lấy súng ra bắn vào đầu vợ cho nó giải thoát nhưng mà lại không làm được và sau này điều đấy sẽ cắn vào đít anh cụ thể là con trai anh Rick thì đi tìm con zombie đầu tiên anh gặp phải và giải thoát cho nó và hành trình đến Atlanta bắt đầu tom 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 Rick dùng bộ đàm phát tín hiệu dọc đường đi và thực sự là có một nhóm sống sót bắt được tín hiệu. Trong nhóm đó thì có cả Shane. Tất nhiên là anh chưa biết người đang liên lạc là Rick. Nhóm sống sót này đã biết là Atlanta đã thất thủ nhưng mà vì mất sóng nên là không cảnh báo cho Rick được. Shane đang là thủ lĩnh của nhóm nhỏ này và có một em ghệ con nghẻ. Như bé em ghệ yêu dấu này lại chính là vợ của Rick, Laurie. Ôi không, nó tên hậu tận thế. Quay trở lại với phim thì đi một lúc Rick hết xăng và tình cảnh này thì phải làm gì đây yeah i'm gonna take my horse to the old town road i'm gonna ride till i can no more rick cùng với bojack đi đến trung tâm atlanta nơi mà giờ đã hoang tàn rick vẫn tiếp tục đi mặc kệ vài con zombie lẻ tẻ đuổi theo sau bỗng mang nhìn thấy một chiếc trực thăng mà anh thúc ngựa đuổi theo và gặp một cái huyện zombie con ngựa sợ hãi lồng lên làm rơi túi súng khiến cho cả bọn zombie nghe thấy hết đường quay lại cũng đã bị chặn lũ zombie kéo ngã rick rồi xông lên làm tiệc con ngựa thế là rick có thời gian mà phản ứng lại chui vào gặp một chiếc xe tăng rồi leo vào bên trong trông mà có vẻ đầu hút lắm rồi, zombie được vây kín xung quanh. Giờ Rick chỉ còn chờ chết đói trong xe tăng, đang lúc chuẩn bị tự sát thì bộ đàm vang lên tiếng gọi. Rick lao đến bộ đàm như ba que gặp nước. Người trên bộ đàm hướng dẫn anh cách chạy trốn. Rick dùng súng mở đường rồi liều mạng chạy theo chỉ dẫn. Đây là lúc anh gặp được Glenn và một nhóm người đang đi lút đồ. Một trong số đó giận dữ vì Rick nổ súng thu hút bọn zombie tụ về tòa nhà mua sắm họ đang trốn. Đúng lúc đấy thì lại có tiếng súng, nhưng mà lần này là người trong nhóm gây ra. Dixon nổ súng chỉ để giết vài con zombie cho nó vui. Thế là một anh da đen tên là T-Dog cáu gắt chửi bới và bị Dixon dạy cho bài học về giá trị của người da đen trong xã hội Mỹ. Rick định đến giúp thì nhận một đấm ngã ra và Dixon tự phong mình làm thủ lĩnh, vận động cử tri bầu cho cho hắn bằng súng nhưng mà rick thì cũng có súng anh hạ tên này còng tay hắn trên sân thượng hành động này giúp anh có được sự tôn trọng của các thành viên khác trong nhóm bây giờ thì phải tìm cách để thoát ra khỏi cái tòa nhà này đường thì ngập tràn zombie thế là phải kiểm tra đường ống dưới tòa nhà nhưng mà đường ống cũng bị chặn rồi lúc này bọn zombie đã phá được một lớp cửa thời gian dành cho họ ngày càng ít lại cả nhóm nhắm đến một công trường gần đó để vì ở đấy sẽ có nhiều ô tô có sẵn chìa khóa xe nhưng mà làm sao để băng qua đàn zombie đến đây rick nghĩ ra một cách là bắt lấy một cái xác và dùng máu thịt của nó bôi lên quần áo của rick và Glenn để che giấu mùi người sống đánh lừa lũ zombie trước khi đi ra ngoài rick đưa chìa khóa còng nixon cho t dog để anh quyết định vận mệnh của kẻ đánh mình rick và Glenn chậm chậm đi giữa bầy zombie mà không bị phát hiện những người còn lại thì cố liên lạc với người ở nhà mà đấy lại chính là nhóm của shane nhưng mà shane phản đối việc đi cứu tại vì nhóm kia có vẻ đấu lắm rồi. À. Rick và Glenn đang di chuyển thuận lợi thì bỗng trời đổ cơn mưa, rửa trôi đi mồi thối giữa trên áo hai người, khiến cho bọn zombie phát hiện ra. Cả hai đành liều chết chạy thẳng lên công trường, an toàn trèo qua hàng rào. Họ chiến lên một chiếc xe nhưng mà cũng không phải cứ thế mà chạy đi cứu người. Rick kiếm thêm một con xe rồi không tắt chuông báo động và bảo Glenn lái nó đi để thu hút sự chú ý. Những người còn lại nhanh chóng xuống tầng trệt đợi tín hiệu. Tidoc thì muốn cài lại cứu Dixon nhưng mà lại lỡ làm rơi chìa khóa xuống cống. Thế là anh đành bỏ đi và khóa cửa tầng thượng để bọn zombie không vào được. Sau khi Glenn dụ hết zombie đi, Rick đến để đón những người còn lại và họ an toàn rời khỏi thành phố kẻ duy nhất bị kẹt lại là dixon nhưng mà hắn chưa chết thì vì cửa tầng thượng đã bị khóa cơ mà chết thì chắc sớm hay muộn thôi nhưng mà Dixon không chịu đầu hàng hắn lấy thắt lưng cố ném về phía cái cưa bị bỏ quên gần đấy số phận tên này như nào thì tí nữa biết quay lại về khu trại của Shen nhóm kiếm đồ đã quay trở lại Rick đi xuống xe trong sự ngỡ ngàng của chính anh của Shen của vợ con đến tận tối mà Shen vẫn chưa thể tin nổi bần thần nghe Rick kể lại hành trình bên đống lửa lúc này thì nhóm sống sót mới lộ ra là không đoàn kết lắm có thằng béo này chống đối này mà thôi ông lại chết sớm không có biết tên làm gì một vấn đề nữa là Dixon còn có em dai và giờ thì hắn đang đi săn nhưng mà để hắn biết việc Rick đã làm thì cũng có vấn đề t mới nói ra việc là anh đã khóa cửa tầng thượng và Dixon có thể còn sống Cả bọn quyết định như nào thì để sáng mai, rồi nghỉ ngơi đã Sáng hôm sau em trai của Dixon Daryl trở về Đây cũng là một tay nóng tính thô lỗ và phát điên khi mà biết chuyện Nhưng mà tay này biết thằng anh mình chắc là bố láo nên mới bị thế Nên là chỉ đòi địa chỉ để đi cứu người thôi Rick quyết định sẽ đi cùng Shane thì không đồng ý tại vì không đáng để mạo hiểm quay lại cứu Dixon Nhưng Rick là kiểu người tốt, kiểu lãnh tụ tinh thần nên là sẽ không bỏ mặc Dixon Rick nhờ Glenn giúp đỡ và T-Dog thì cũng tự nguyện đi cùng. Shane thì vẫn không đồng ý về chuyến đi nhưng mà thực ra là Rick muốn quay lại để lấy cái túi súng làm rơi. Thế là trên đành đồng ý Rick còn muốn lấy cái bộ đàm trong túi tránh để cho bố con Morgan đi theo định vị đến Atlanta Trước khi đi thì Rick mượn ông già đeo cái chiếc kìm cắt xích Đổi lại thì phải mang túi dụng cụ để quên trên tầng thượng về Bốn người sau đó vào thành phố Có những người ở trại thì làm công việc hàng ngày trên thì chơi đùa cùng với con của Rick Carr. Phụ nữ thì đi giặt rũ nói chuyện Sau rồi tên béo thì lại ra phá đám Ở bên kia thì Laurie cũng tới tìm Shane và bảo là không muốn làm bồ nhí của anh nữa trên thì vẫn tiếc nuối tình cảm với Laurie không dứt ra được đang lúc trên khó chịu thì thấy tên béo bạo hành vợ thế là anh lao đến đấm cho hắn như từ để xả giận trong lúc đó đội giải cứu đã đến nơi nhưng mà thứ còn lại của Dixon chỉ là một bàn tay. Daryl gói bàn tay lại và lập luận là chắc chắn Dixon không thể cưa còng nên là đã cưa tay. Cả bọn lần theo vết máu thì tìm đến một phòng nghiên cứu. Ở đây có dấu vết của Dixon làm bỏng vết thương để cầm máu rồi phá vỡ cửa sổ chạy đi. Lần theo dấu vết một lúc thì mất nhưng mà Daryl không chịu bỏ cuộc. Thế là Rick đành đồng ý là tìm thêm một lúc nữa. Trở lại cái trại thì thanh niên Jim đang miệt mài đào từng cái lỗ khiến cho mọi người lo lắng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trên đi tới thuyết phục anh ấy dừng lại, nếu không thì sẽ ngất đi vì mất sức. Nhưng mà Jim khó chịu và và nói trên kiểm soát quá đáng việc làm của mọi người nếu không đúng ý thì anh sẽ bị đấm như đã làm với tên béo thế là jim bị bắt lại trói vào một cái cây để không làm gì ngu ngốc nữa khi bình tĩnh lại thì anh ấy nói là mình làm như thế vì đã có một giấc mơ mơ gì tí biết lúc này đội giải cứu đã chuyển sang tìm cách lấy túi súng kế hoạch là Glenn sẽ xung ra nhặt daryl thủ ở một ngõ t và rick thủ ở ngõ khác để đề phòng Glenn không chạy được ra ngõ của daryl Kế hoạch vẫn xuân sẻ cho đến khi Daryl gặp một thằng nhóc lạ, anh lập tức không chơi nó để hỏi về Dixon. Ai ngờ thằng bé hét lên cầu cứu, thế là có hai thằng lao đến đánh Daryl rồi định bắt Glenn cướp túi súng, một tên trúng mũi tên của Daryl vào mông. Chúng bắt lấy Glenn rồi trèo lên xe chạy thoát. Rick và T-Dog đến thì đã quá muộn, thế là cả đám đành quay về phòng thí nghiệm rồi tính tiếp. Rick bắt thằng nhóc dẫn đến hang ổ của nó để gặp tên chùm G. G đem Glenn ra để dọa, bắt Rick là đưa người lẫn súng hoặc là tử chiến. Thế là Rick bèn rút lui về phòng thí nghiệm vì súng ống là thứ bảo vệ mạng sống của mọi người nên anh quyết định sẽ dạy cho bọn kia một bài học kiểu Mỹ. Daryl và T-Dog hoàn toàn ủng hộ quyết định này. Họ quay lại hang ổ của G, định dùng ba người để chống lại cả băng đảng. Đang lúc một đám đàn ông dí súng vào mặt nhau thì một bà già xuất hiện bảo là có ông nào đấy đang lên cơn khó thở. Hóa ra là G đang bảo vệ cho một trại dưỡng lão chăm sóc cho những người già sống sót. Glan cũng an toàn ở đây. Biết được mọi chuyện đằng sau, Rick quyết định chia cho G một nửa súng đạn rồi cùng mọi người quay về tìm xe để về trại. Nhưng mà chiếc xe đã biến mất và tất cả tức tốc quay về trại vì sợ Dixon đã lấy xe để đi về báo thù. Lúc này ở trại đang chuẩn bị tổ chức sinh nhật, Jim cũng được thả ra, chỉ có duy nhất tên béo giận dỗi ở lại lều một mình. Tất cả không biết chuyện gì sắp đến và giờ thì chuyện bắt đầu hay tối hôm đó một đàn zombie tấn công trại mọi người hoảng loạn chống trả may mà đội của rick kịp về với súng đạn nên là phòng thủ đợt quái thành công nhưng mà nhiều người cũng chết trong đó có cô này amy em gái của andrea lúc này thì jim nhận ra đây chính là giấc mơ khiến anh phải đào huyệt sẵn vào ban ngày sáng sớm hôm sau rick bật bộ đàm lên như đã hứa với morgan những người còn lại thì đốt xác lũ zombie andrea thì vẫn quỳ bên cạnh em gái trong lúc dọn dẹp mọi người phát hiện ra jim đã bị cắn thế là tiền trì bị loại mọi người đành phải bàn bạc cách xử lý vấn đề này jim bị cắn thì sẽ biến thành zombie nên là cách thiết thực nhất là thôi giết luôn đi nhưng mà rick không đồng ý đề nghị đi tìm trung tâm kiểm soát dịch bệnh cdc trong atlanta để tìm cách chữa cơ mà chả ai tin là cái chỗ cdc này còn hoạt động cả rick lại bảo là đây là hy vọng sống sót cho tất cả mà hy vọng là thứ mà ai cũng cần trong lúc tận thế này Thế là họ quyết định sẽ đi tới CDC ở thành phố sau khi dọn dẹp xong. Tổng kết chiến trường thì tên béo cũng chết, AB bị biến thành zombie rồi được chị Andrea tiễn đi trong sự đau khổ cùng cực. Rick và Shane có cơ hội nói chuyện riêng, tranh cãi về tư tưởng của nhau. Shane thì muốn bảo vệ thực tại, Rick thì muốn tiếp tục hành động để tìm kiếm hy vọng sống sót. Sau đó tất cả là một tang lễ đơn giản. Lúc này thì áp lực trách nhiệm dồn lên Rick. Anh quyết định để cả nhóm rời nơi cắm trại có thể coi là sống được để mạo hiểm đến CDC với một hy vọng hão huyền. Rick đến gặp Jim để nói chuyện vì Jim chính là nguyên nhân khiến anh Nghĩ đến CDC Jim chỉ bảo là anh đừng chết Và hãy cứ giữ lấy hy vọng của bản thân Cùng lúc thì Shane tới gặp Laurie Để khuyên Rick từ bỏ ý định Nhưng mà Laurie lại ủng hộ chồng Chứ không ủng hộ bố Thế là Shane lại tìm cơ hội nói chuyện riêng Và thậm chí là có ý định giết Rick Nhưng mà đều lại nhìn thấy Nên là chúng ta không biết là Shane có dám làm thật hay không Sau việc đó thì Shane đột nhiên ủng hộ kế hoạch của Rick Rồi tất cả chuẩn bị rời đi vào hôm sau trong đấy có một gia đình lựa chọn tách lẻ và được đưa cho một khẩu súng cùng nửa băng đạn cả nhóm bắt đầu di chuyển đi được nửa đường thì xe gặp vấn đề nên phải dừng lại lúc này thì jim cũng đã từ bỏ cố gắng anh muốn được bỏ lại mọi người đang bối rối thì đều nói một câu đúng vờ lờ là mọi người đang toàn quyết định hộ jim giờ thì là lúc tôn trọng quyết định của anh này thế là lại trừ một thành viên, những người còn lại tiếp tục hành trình. Lúc này ở CDC, Edwin là tiến sĩ duy nhất còn sống. Anh nỗ lực tìm ra thuốc giải cho căn bệnh zombie nhưng mà chưa thành công. Thứ còn lại của Edwin là tuyệt vọng và cô đơn và đây chính là cái thứ hy vọng đang chờ đợi nhóm của Rick khi họ đến nơi thì trời đã chập tối bên ngoài cdc cũng phủ đầy xác chết cùng dấu vết chiến đấu của quân đội edwin phát hiện ra đội này nhưng mà mọi cánh cửa đã sập xuống không cho ai vào cả lũ thây ma lúc này thì bắt đầu sống dậy mọi người trong nhóm tuyệt vọng trách móc rick giờ thì cần ai đó đưa ra quyết định nhanh chóng rick đột nhiên phát hiện là có camera di chuyển đang theo dõi họ anh điên cuồng đập cửa đòi vào edwin đấu tranh tinh thần mã thì cuối cùng cũng mở cửa cuối cùng cánh cửa mở ra sáng như thiên đường ánh sáng hy vọng mà cả nhóm đang tìm kiếm quay về quá khứ một chút thì cái ngày đại dịch bùng phát trên đã cố gắng cứu rick nhưng mà thiết bị y tế lằng nhằng cản trở sau đó điện mất nên là trên kiểm tra thấy tim thằng bạn ngừng đập thế là chặn một chiếc giường ngang cửa rồi đánh bỏ đi hóa ra là chính nhờ trên và chủ yếu là thượng đế mà Rick đã sống sót quay lại thực tại thì cả nhóm đã vào được CDC Edwin ra lệnh nhanh chóng lấy đồ rồi đóng hết cửa lại sau đó dẫn họ đến phòng điều khiển và nói ra sự thật là chỉ còn mỗi mình anh sống sót sau đấy Edwin làm xét nghiệm máu cho từng người cho họ một bữa tối với rượu và thịt wow cuộc sống ước mơ đều ấy nhưng mà Edwin vẫn cứ có cái gì đấy là lạ mọi người bắt đầu hỏi về CDC lúc xảy ra đại dịch thì các nhân viên đã chạy trốn hết hoặc là tự tử chỉ còn ép trụ lại đến bây giờ sau bữa tối là đến lúc nhận phòng Hầu hết mọi người đắm chìm trong niềm vui được tắm rửa, trừ Shane thì bị rượu kích thích đến nỗi thất tình và Andrea thì nhận ra sự tuyệt vọng trong mắt của Ed. Cô là người duy nhất ý thức được một cái điều gì đấy không ổn. Rick thì cầm chai rượu đến với Edwin, nói ra hết áp lực bản thân phải chịu khi mà cố gắng tìm đường sống cho mọi người. Shane thì cố gắng tìm đường đến quần của Laurie nhưng mà không được. Đến sáng hôm sau, mọi người vui vẻ ăn uống và bắt đầu hỏi Edwin về tình hình chữa bệnh. Ông đưa mọi người đến phòng điều khiển, xem một bản theo dõi quá trình zombie hóa ở não. Đầu tiên là não sẽ chết, sau đó thì một phần ở cuống não sống lại, khiến cho zombie chỉ còn bản năng đi lại và ăn uống tóm lại thì edwin cũng đếch biết nó là cái gì không biết được là ai có thể trả lời câu hỏi này không biết hy vọng cho thế giới này là gì mà cơ sở này thì cũng chỉ còn đủ điện để duy trì thêm tầm một tiếng nữa rick sốt ruột dẫn mọi người đi kiểm tra nhiên liệu nhưng mà tất cả đã cạn điện thì bắt đầu bị ngắt edwin thì lặng lặng ngắm ảnh vợ chờ đồng hồ đếm ngược anh khoác lên người bộ đồ ngành vừa đi ra vòng điều khiển vừa giải đáp thắc mắc của mọi người 30 phút cuối cùng thì toàn bộ điện sẽ tắt rick bắt mọi người đi dọn đồ đạc chuẩn bị cho mọi tình huống nhưng mà mọi cánh cửa bị chặn lại Daryl bắt đầu phát Khùng. những người còn lại thì cũng phát khùng rick yêu cầu edwin mở cửa nhưng mà máy tính đã khóa chết tất cả cửa ra vào bên ngoài nếu mà đồng hồ đếm ngược kết thúc thì máy tính sẽ cho nổ cơ sở cdc này edwin đã chấp nhận chuyện này từ trước khi để mọi người vào sự tuyệt vọng bao phủ cả căn phòng đàn ông trong nhóm mới nỗ lực dùng dìu để phá cửa chống bom edwin thuyết phục họ chấp nhận cái chết nhẹ nhàng này còn hơn là khổ sở sống sót ngoài kia tất cả thì chỉ còn rick giữ được bình tĩnh anh xoáy vào niềm tin trước đây của edwin là lời hứa với vợ nhất định phải tìm thuốc chữa bệnh cơ sở mất điện thì anh không thể làm được gì nữa niềm tin từ đó cũng mất đi nhưng mà Edwin có thể để cho nhóm Rick có cơ hội giữ niềm tin của họ thế là thuyết phục được Edwin mở cửa và nói điều gì đó với Rick sau đó tất cả mọi người ra ngoài nhưng mà chị này quyết định ở lại và cả Andrea cũng thế đeo cố gắng thuyết phục Andrea nếu mà cô không đi thì ông cũng sẽ ở lại tóm lại là ép Andrea phải lựa chọn sống vì thương ông những người còn lại cố gắng thoát ra ngoài may mà đội này có một quả lựu đạn để phá kính Xong rồi nhanh chóng chạy ra chỗ để xe Andrea cùng ông già kịp chạy ra trước khi cả tòa nhà phát nổ nhóm của Rick tạm thời an toàn nhưng bây giờ họ phải đi đâu để tiếp tục tìm hy vọng sống sót tôi là vui vẻ và hãy đón xem phần tiếp theo vào thứ sáu tuần sau đừng quên đăng ký giờ reviewer để không bỏ lỡ bất kỳ video nào xin chào và hẹn gặp lại